mình vlog. Hôm nay mình có đi Home Depot, mình có mua ba cái bịch phân, bịch đất để mình trồng rau mấy bạn. Bây giờ chuẩn bị mùa hè rồi, chắc có lẽ là rau sẽ rất là tốt. Sau mình mua một bao đây, một bao này là gần 10 đồng mấy bạn. Thay vì mình không có cái hộp đó thì ba mình làm trong chợ, khi mà mấy cái đồ mà đông lạnh trái cây rồi nó ở trong đây nè, mình xin về mình bỏ đất vào đây.